Dạ vâng, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Đồ Si. Ngày hôm nay thì nhà sành Đồ Si sẽ giới thiệu đến quý anh chị những mã áo khoác gió đồng giá là 350k trên một sản phẩm và đã bao gồm phí ship trên toàn quốc. Quý anh chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để nhà sành Đồ Si tư vấn và hỗ trợ cho quý anh chị. Và thời gian làm việc của nhà sành Đồ Si là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý anh chị chúng ta đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên nhà sành Đồ Si giới thiệu đến quý chị sẽ là một sản phẩm áo khoác gió đến từ thương hiệu Decente. Con này thì sẽ có cái tông màu mận rất là đẹp và rất là dễ để quý chị chúng ta có thể sử dụng. Mình có thể phối đồ với các trang phục phụ kiện khác nhau. Mã sẽ là A1, chiều dài là 65, ngang là 61 và vai là 55. Size M cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 65kg. Mình mặc con này rất là đẹp luôn. Và cái form của em này sẽ là một cái form bo xỉ, ở dưới chúng ta có một cái đường lai áo được bo chun rất là cẩn thận. Cái chu này mình co giãn rất là tốt luôn, nên là thứ nhất là vừa đảm bảo cho quý chị chúng ta mặc thoải mái, thứ hai là đảm bảo cho cái form dáng của sản phẩm được gọn gàng. Và thiết kế cũng không thể nào mà thiếu được các cái phần túi chéo để quý chị chúng ta có thể giữ ấm tay cũng như là mình có thể đựng đồ. Bên trên này các cái phần cúc thì nó sẽ là cúc bấm này, khóa thì rất là trơn tru mượt mà, chất liệu gió hai lớp dày dặn, bên trong là một cái lớp lót rất là mềm mịn luôn. Và tem mát của sản phẩm thì đầy đủ ở bên trong, mặt đằng sau sẽ là thiết kế trơn này. Nói chung là một con áo rất là đẹp, từ form dáng đến màu sắc là một con áo rất là xuất sắc luôn. Mã sẽ là A1. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì hãy liên hệ cho nhà sành Đồ Si để đặt hàng em này luôn. Và con này thì sẽ là một cái sản phẩm còn rất là mới ở quý chị chúng ta tranh thủ chúng ta lựa chọn em này. Tiếp đến thì sẽ là một sản phẩm của nhà Reebok. Con này thì sẽ là một cái sản phẩm với cái tông màu xanh than, rất là dễ để quý chị chúng ta có thể phối đồ. Hai bên sườn này chúng ta còn có thêm một cái thiết kế thông khí này, để khi quý chị chúng ta mặc chúng ta được thông thoáng. Mã sẽ là A2, chiều dài là 71, ngang là 56, size sẽ là size L. Cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 70-75kg, quý chị chúng ta có thể là mặc thoải mái em này. Chất liệu gió cũng rất là đẹp. Và con này sẽ là một cái con gió mỏng nhẹ thôi, nó sẽ là kiểu một lớp nhưng mà mặc được cái là rất là thoáng và chắn gió chống bụi cũng rất là tốt cho mình. Con này sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Reebok với cái thiết kế có hai cái khóa đứng ở hai bên này và dưới này thì cũng không thể nào mà thiếu được các cái phần túi chéo cho quý chị chúng ta sử dụng. Mã sẽ là A2 cho một sản phẩm của nhà Reebok. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một sản phẩm rất là đẹp, rất là chất lượng của nhà Dunlop. Con này thì sẽ có mã là A3, chiều dài sẽ là 72, ngang là 63, size XL cho quý chị chúng ta xung quanh 70-75kg có thể mặc được cái này. Và cái sản phẩm của mình là một sản phẩm rất là đẹp luôn, chất liệu gió hai lớp dày dặn và bên trong còn có một cái lớp nỉ, lót nỉ bông ở bên trong nữa, nên là bác nào mà lựa chọn em này trong buổi live ngày hôm nay thì quá hời luôn. Con này là một con rất là đẹp, có lẽ là nó bị lẫn trong cái buổi live ngày hôm nay thôi. Mã sẽ là A3, chiều dài là 72 và ngang là 63, một sản phẩm siêu chất lượng với thiết kế có túi chéo ở phía dưới này. Và con này sẽ là một con còn rất là mới, rất là đẹp với cái tông màu chủ đạo là tông màu đen và có thêm phối thêm một vài các cái màu xanh ở bên trên như này nữa. Nói chung là một con áo siêu siêu đẹp, siêu chất lượng, từ chất lượng từ form dáng đến màu sắc đến chất liệu luôn. Mã sẽ là A3 cho một sản phẩm của nhà Dunlop. Đảm bảo các bác nhận con này về không bao giờ thất vọng vì cái độ chất của em này luôn. Vừa đảm bảo là giữ ấm tốt, vừa đảm bảo cái tính thời trang cho bác. Mình hoàn toàn có thể lựa em này chúng ta mặc hàng ngày, mặc từ năm này sang năm khác mà không bao giờ lo lỗ mốt. Tiếp theo thì sẽ là một con áo khoác với cái tông màu xanh nước biển. Con này sẽ là mã A4, chiều dài là 71 và ngang sẽ là 56. Size L cho quý chị chúng ta xung quanh 70-75kg thì quý chị có thể mặc đơn này. Đây cũng là một cái sản phẩm còn rất là mới và thiết kế form dáng trông cũng rất là thể thao, rất là dễ mặc, dễ dùng. Tông màu xanh này lên lại rất là trẻ trung cho quý chị. Chất liệu gió hai lớp, bên trong có thêm một cái lớp lót này rất là mềm mịn luôn. Đây là một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Champion. Mã của sản phẩm sẽ là A4. Cho bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay lựa chọn và liên hệ cho nhà sành Đồ Si để đặt hàng. Ở đường lai áo sẽ là một cái đường được bo chun, quý chị chúng ta có thể điều chỉnh được luôn vì mình có một cái dây rút ở dưới này. Form dáng suông cực kỳ dễ mặc, dễ dùng. Tiếp đến thì chúng ta có một con với cái tông màu đỏ. Con này là một sản phẩm của nhà Polo Club. Mã sẽ là A5, chiều dài là 62 và ngang là 57. Size L cho quý chị chúng ta xung quanh 70-75kg. Cũng là một cái form áo được bo ở phía bên dưới này. Và cái đường bo của nó sẽ là cái chất liệu
chun, nói chung là co giãn cũng còn tương đối. Dưới đây thì mình cũng có thiết kế hai cái túi chéo để quý chị chúng ta sử dụng. Chất liệu thì lại rất là dày dặn, mặt bên ngoài nó sẽ là kiểu vải kaki, bên trong là một lớp lót vải rất là dày, đó cũng là cái chất liệu kaki mềm luôn, nên là quý chị chúng ta yên tâm, con này mặc trong mùa đông thì chuẩn bài, mặc giữ ấm rất là tốt. Và cái form của em này là một cái form rất là đẹp, với các cái thiết kế cổ này làm rất là kỹ, rất là tinh tế. Đường khóa kéo thì sẽ là cái khóa kim loại cực kỳ xịn sò, mã là A5, với cái tông màu đỏ mận cũng rất là dễ dùng, dễ phối. Sản phẩm tiếp theo thì sẽ là một con áo gió tông màu đen của nhà ASICS, một thương hiệu đến từ Nhật Bản, và con này cũng là một con cực kỳ xịn trong buổi live ngày hôm nay. Mã sẽ là A6, chiều dài là 72 và ngang sẽ là 61. Con này sẽ là cái thiết kế phối đen trắng này, một cái thiết kế chung rất là thể thao, và đằng sau thì còn có một cái phần thông khí cho quý chị chúng ta mặc sao cho nó thoáng này. Đó, quý chị có thể thấy là bên trong này sẽ là một cái lớp lưới. Và con này cũng là một cái chất liệu vải gió rất là dày dặn luôn, cũng là hai lớp, bên trong là một lớp lót. Đó, quý chị có thể thấy con này phải gọi là ba lớp luôn. Một lớp lót bên trong này, một lớp lưới ở giữa, và bên ngoài sẽ là một cái lớp gió rất là dày dặn. Một sản phẩm còn rất là mới của nhà ASICS, với thiết kế đầy đủ cái phần túi chéo để quý chị chúng ta sử dụng. Mã sẽ là A6, con này là một con còn rất là mới luôn, nên là hy vọng quý chị chúng ta có thể là nhanh tay lựa cho em này. Tiếp đến thì chúng ta có một con áo cũng là một con với cái tông màu đen và cái tông màu chủ đạo. Bên trên này mình có thêm một cái đường viền màu tím này, và bên trên này là một cái đường can màu ghi. Nói chung là rất là đẹp, phối màu cũng rất là dễ mặc, dễ dùng. Mã sẽ là A7, chiều dài là 67 và sau dài hơn một chút nó sẽ là 73cm, ngang sẽ là 62. Size L cho quý chị chúng ta xung quanh 70-75kg, quý chị chúng ta có thể mặc thoải mái luôn. Form của này là một cái form suông, bác nào bụng to bụng bự chúng ta bon chen thoải mái em này. Form suông rất là dễ mặc, dễ dùng. Và đằng sau thì sẽ là một cái hình in, hình in rất là nét, con này cũng còn rất là mới. Mã sẽ là A7, bác nào mà yêu thích cái sản phẩm này thì nhanh tay lựa chọn, nhanh tay đặt hàng. Thiết kế form dáng vừa đẹp mà cái tông màu ọc phối lên cũng rất là thể thao năng động. Mã A7, mặt đằng sau này. Tiếp đến thì chúng ta có một con áo của nhà hết, con này thì sẽ là mã A8, chiều dài là 71, ngang là 60 và vai là 51. Bên trên ngực áo mình có một cái phần thêu logo của thương hiệu, chất liệu gió dày dặn, bên trong cũng là cái thiết kế vải lót nỉ rất là ấm luôn, đảm bảo chắn gió, chống bụi, giữ ấm rất là tốt cho quý anh chị. Hoàn toàn có thể lựa cho em này chúng ta mặc trong mùa đông năm nay cũng rất là hợp lý. Form dáng suông, dễ mặc dễ dùng, cực kỳ là rộng rãi thoải mái. Ở bác nào mà chúng ta xung quanh khoảng 70-75kg thì bon chen này rất là ok luôn. Form dáng suông cực kỳ đẹp, đường lai áo thì là có thêm một cái đường màu trắng như này, viền trắng rất là đẹp luôn. Và sản phẩm của mình nó sẽ là một cái tông màu đen dễ mặc, dễ dùng, dễ để quý chị chúng ta có thể phối đồ với các trang phục phụ kiện khác nhau. Đường tay áo cũng được bo chui rất là cẩn thận. Mã của sản phẩm sẽ là A8 cho một sản phẩm đến từ thương hiệu hết. Form dáng rất là dễ dùng luôn. Tiếp theo chúng ta có một con áo bác dành cho bác nào yêu thích cái sự nhẹ nhàng. Thì chúng ta hãy lựa chọn em này. Đây là một con gió một lớp với mã là A9, chiều dài là 64, ngang là 62 và vai là 45. Và trên ngực áo mình có một cái logo của thương hiệu, con này là một sản phẩm của nhà Grand Monarch. Với cái thiết kế phần cổ rất là tinh tế, nhã nhặn, lịch sự này. Và các cái phần cúc ở đây thì cũng là cúc bấm. Toàn bộ cúc và khóa thì đều là hàng kim loại, nên là quý anh chị chúng ta yên tâm về cái độ bền của sản phẩm. Đường lai áo thì được bo chun rất là gọn gàng. Con này sẽ là một cái con áo tông màu tím, nói chung là lên mặc lên cũng rất là dễ để phối đồ. Đó, nói chung là thiết kế suông rất là đơn giản. Bác nào của chúng ta xung quanh 65kg thì có thể lựa cho em này. Với cái thiết kế gió một lớp mặc rất là nhẹ nhàng, mã là A9. Sản phẩm tiếp theo nhà sản xuất xin giới thiệu đến quý chị sẽ là một con Monteviso của Ý. Con này thì sẽ có mã là A10, chiều dài là 64, ngang là 54 và vai là 50. Cũng là một cái sản phẩm gió mỏng nhẹ này. Ở mặt đằng sau thì mình sẽ là có thêm một cái lớp lót lưới này. Đằng trước này của mình sẽ là thiết kế gió một lớp thôi. Bác nào mà chúng ta muốn mặc kiểu nhẹ nhàng thì chúng ta lựa chọn này. Cái tông màu cũng là cái tông màu lên cực kỳ trẻ trung, và chất liệu thì mềm mịn mỏng nhẹ cho quý chị chúng ta lựa chọn. Mặc trong cái khi mà cái thời tiết nó không quá lạnh thì chúng ta có thể lựa chọn này. Tay áo thì bo chun rất là cẩn thận, đường lai áo thì cũng được bo chun luôn, nên là mình yên tâm mình lựa em này mặc cực kỳ là gọn gàng. Mã sẽ là A10, tông màu ghi. Đằng sau thì sẽ là thiết kế trơn, nói chung cũng là một con áo form dáng rất là đẹp. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có một con áo với cái tông màu xanh than. Con này là một sản phẩm đến từ thương hiệu Athletic.
Movement, mã arm 11, chiều dài sẽ là 69, ngang là 56 và vai là 45. Size MO quý chị chúng ta xung quanh khoảng 65kg đến 70kg quý chị chúng ta cũng có thể bon trên em này được luôn. Chất liệu gió thì dày dặn, bên trong có thêm một cái lớp lót này cực kỳ mềm mịn luôn. Và cái lớp lót này sẽ là nỉ nên là quý chị chúng ta yên tâm mặc giữ ấm rất là tốt. Và cái tông màu xanh than này cũng là một trong những cái tông màu được quý chị chúng ta rất là yêu thích, vì là mình có thể phối đồ cực kỳ dễ dàng luôn. Tay áo thì nó sẽ có thêm một cái đường với cái tông màu ghi như này. Nói chung là một con áo hết sức là basic, đơn giản cho quý chị chúng ta lựa chọn mặc hàng ngày. Đó, mặc đi chơi, đi làm, mặc gì cũng được luôn. Mã sẽ là A11. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một con áo khoác gió với cái tông màu trắng. Cho bác nào mà yêu thích cái sự trẻ trung thì chúng ta lựa chọn sang con này. Mã là A12, chiều dài là 58, ngang là 55 và vai là 58. Size M cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 65 đến 70kg quý chị chúng ta có thể mặc được em này. Form của nó cũng là một cái form boxy. Ở đằng dưới này chúng ta có thiết kế hai cái túi có khóa cẩn thận để quý chị chúng ta đựng đồ không lo bị rơi, bị mất. Mặt đằng tay áo này chúng ta có một cái logo của thương hiệu. Nói chung cũng là một con áo khoác gió dày dặn cho quý chị chúng ta lựa chọn trong mùa đông năm nay. Tiếp theo thì chúng ta sản phẩm sẽ có mã là A13, chiều dài là 67 và ngang sẽ là 63. Size L cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 70 đến 75kg thì có thể lựa cho em này. Đây sẽ là một sản phẩm của nhà Slazenger. Ở bên trên này mình có một cái phần thêu tên cũng như là logo của thương hiệu. Là một con áo gió dày dặn với cái phần lớp lót bên trong là một cái lớp lưới này, đảm bảo là chống gió, chắn bụi, giữ ấm rất là tốt cho quý anh chị. Và cái phối màu em này cũng rất là đẹp. Có thể là quý anh chị chúng ta lựa chọn phối đồ với các sản phẩm khác cũng rất là dễ dàng. Mà đằng sau thì sẽ là một cái thiết kế suông trơn. Bên trên này chúng ta cũng có phần thêu tên cũng như là logo của thương hiệu. Đó, cái phần phối màu của nó rất là đẹp luôn. Và cái sản phẩm của mình độ mới của nó cũng còn rất là cao. Mã sẽ là A13. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này của nhà Slazenger thì có thể là lựa chọn em này. Đường lai áo và đường tay áo cũng được bo chui rất là cẩn thận. Mình mặc ra ngoài mình không lo bị gió lùa vào trong người. Tiếp đến thì chúng ta có một con áo với tông màu xanh than phối với cả các đường kẻ trắng của nhà Descente. Bên trên ngực vai áo chúng ta có một cái logo hình thêu, logo của thương hiệu. Mã sẽ là A14, chiều dài là 67, ngang là 54 và size M cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 65 đến 70kg thì quý chị có thể lựa chọn em này. Toàn bộ các sản phẩm ngày hôm nay thì sẽ là những con áo gió chất liệu rất là dày dặn, nên là quý chị chúng ta yên tâm lựa chọn trong cái lựa chọn các sản phẩm để chúng ta sử dụng trong mùa đông năm nay. Con này thì cũng là một cái chất liệu hai lớp, bên trong có lót nỉ này, rất là ấm luôn. Mã sẽ là A14 và mọi thông số nhà sành Lucy sẽ ghi ở phía bên tay trái màn hình cho quý chị chúng ta tiện theo dõi để chúng ta có thể là lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự là vừa vặn với cái số đo cơ thể của mình. Như con này thì sẽ là một cái thiết kế rất là đơn giản, nhẹ nhàng cho quý chị chúng ta lựa chọn mặc hàng ngày. Form dáng thể thao, khóa thiết kế khóa kéo trơn tru mượt mà. Quý chị có thể lựa chọn mặc hàng ngày, mặc năm này sang năm khác luôn. Mã sẽ là A14 cho một sản phẩm của nhà Descente, form dáng suông rất là dễ mặc dễ dùng. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một con áo gió với cái tông màu khá là sáng, nó sẽ là một cái tông màu ghi sáng. Mã sẽ là A15, chiều dài là 72, ngang là 55 và vai là 46. Size L cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 70 đến 75kg, quý chị có thể mặc rất là đẹp em này luôn. Và form kiểu này cũng là một cái form dáng suông rất là dễ mặc. Đằng sau thì có cái phần xẻ tà để quý chị chúng ta mặc, chúng ta vận động sao cho nó thoải mái. Thiết kế cổ bẻ này, khóa kéo trơn tru và có thêm một cái đường này để chúng ta che cái phần khóa đi, nó sẽ là cái phần cúc cài. Bên trên ngực áo sẽ là thiết kế hai cái túi và túi có cái phần khóa kéo sẽ là khóa đứng. Dưới đây cũng là cái túi hộp này cho quý anh chị chúng ta sử dụng, chúng ta đựng đồ. Chất liệu thì là cái chất liệu gió mềm mịn mỏng nhẹ để quý anh chị chúng ta mặc sao cho nó thoải mái dễ chịu nhưng vẫn đảm bảo cho mình là chắn gió chống bụi rất là tốt. Mã A15. Tiếp đến thì sẽ là một con áo với cái tông màu đen của nhà Kepa. Một con áo của nhà Kepa với cái thiết kế có một cái đường viền màu hồng ở bên trên này. Mã sẽ là A16, chiều dài là 70 và ngang sẽ là 59. Size L cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 70 đến 75kg quý chị có thể sử dụng em này. Và chất liệu gió của nó cũng là cái chất liệu hai lớp dày dặn, bên trong có một cái lớp lót rất là xịn sò luôn. Mặt đằng sau sẽ là thiết kế trơn. Toàn bộ của em này thì đa số nó sẽ là cái tông màu đen nên là quý chị chúng ta sử dụng em này rất là dễ dàng, có thể phối đồ với tất cả các thể loại trang phục, quần áo, phụ kiện khác nhau. Mã A16. Tiếp đến là một con áo cũng với cái tông màu đen của nhà New Balance.
con này sẽ có mã là A17, chiều dài là 66, ngang là 50 và vai là 40, size M cho quý chị chúng ta xung quanh 70 đến 70 kg thì quý chị có thể mặc vừa. Cũng là cái chất liệu hai lớp này, bên trong là một lớp lót nỉ, đây là mình giữ ấm rất là tốt cho mình, chất liệu gió rất là dày dặn và cái tông màu đen này là một cái tông màu rất dễ để quý chị chúng ta phối đồ, form dáng suông cực kỳ dễ mặc dễ dùng. Quý chị có thể thấy là cái form cái này trông nó sẽ hơi thể thao một chút, mã sẽ là A17 cho một sản phẩm của nhà New Balance. Tiếp đến thì sẽ là một con áo với cái tông màu ghi, con này sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Jack Nick Lau, mã sẽ là A18, chiều dài là 62, ngang là 53 và vai là 45, cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 65 đến 70 kg thì quý chị có thể mặc đẹp thoải mái luôn. Dưới đây thì chúng ta cũng có thiết kế hai cái túi chéo rộng rãi cho quý chị chúng ta sử dụng, đường lai áo thì được bo chun gọn gàng và phần khóa kéo cũng được và cũng phần khóa kéo thì cũng rất là trơn tru. Bên trên ngực áo mình có thêm một cái túi nhỏ cho quý chị chúng ta có thể là đựng một vài cái vật dụng nho nhỏ ở bên trên này. Mã sẽ là A18 cho một sản phẩm của nhà Jack Nick Lau. Mặt đằng sau này thì sẽ là một cái thiết kế trơn này, form rất là đẹp luôn. Và cái chất liệu cũng là hai lớp dày dặn, bên trong là một cái lớp lót cực kỳ mềm mịn, đảm bảo là quý chị chúng ta mặc siêu thoải mái dễ chịu mà lên form dáng lại rất là trẻ trung. Tiếp đến thì chúng ta có một con áo gió đen của nhà Adidas. Con này thì sẽ có mã là A19, chiều dài là 70 và ngang là 56. Size M cho quý vị. Size M cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 65 đến 70 kg thì quý chị chúng ta có thể lựa chọn em này. Một sản phẩm rất là đẹp của nhà Adidas. Bên trên ngực áo mình có một cái phần thêu logo của thương hiệu, chất liệu gió hai lớp này, bên trong có thêm một cái lớp lưới. Và đằng sau thì sẽ là thiết kế trơn. Con này cũng là một con form dáng suông cực kỳ dễ mặc cho quý chị. Phối đồ bên này cũng rất là đơn giản dễ dàng, chỉ với cái thiết kế ba đường kẻ sọc cơ bản của hãng. Đó, mã sẽ là A19 cho một sản phẩm của Adidas, hàng chính hãng luôn, nên là quý chị chúng ta nhanh tay lựa chọn này, làm gọn đáp rất là đẹp. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm đến từ thương hiệu New Balance. Con này cũng là một con rất là xịn sò trong buổi live ngày hôm nay, với cái thiết kế bên trên màu đen này, bên dưới sẽ là phối với cái màu đỏ, cho mình một cái con áo trông vừa nổi bật mà vừa tinh tế nhã nhặn dễ sử dụng. Và với cái thiết kế cũng là có túi có khóa rất là đầy đủ để quý chị chúng ta đựng đồ không lo bị rơi bị mất. Và mã sẽ là A20, chiều dài là 73, ngang là 63 và vai là 56, size L cho quý chị chúng ta xung quanh 75 kg, quý chị chúng ta mặc thoải mái em này luôn. Mặt đằng sau cũng là cái thiết kế trơn và có thêm một cái mũ rộng rãi để quý chị chúng ta dùng khi mà đi ra ngoài đường, mình có thể là giữ ở cái phần đầu phần tay. Ở bên trên ngực áo mình có cái hình in logo của thương hiệu New Balance, mã sẽ là A20. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ cho nhà sành đồ gì để đặt hàng em này. Còn về chất liệu thì quý chị chúng ta yên tâm là cái chất liệu gió cực kỳ dày dặn luôn, đảm bảo giữ ấm rất là tốt cho quý chị. Mã sẽ là A20. Và đây sẽ là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Rất mong cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay. Xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.